Tỉnh Quảng Ngãi sẽ xây dựng 23 khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, sẽ xây dựng 23 khu tái định cư với tổng số lô đất cần xây dựng khoảng 2.108 lô để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án với tổng diện tích quy hoạch xây dựng dự kiến trên 120 ha. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các địa phương liên quan, đến thời điểm này, những công việc của dự án thuộc trách nhiệm của tỉnh được tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu được giao. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, có chiều dài hơn 60 km đi qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Đến thời điểm này, Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao 100% cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến của dự án đoạn qua địa bàn tỉnh. Có khoảng 1.029 hộ dân di dời tái định cư, trong đó huyện Tư Nghĩa 278 hộ, Nghĩa Hành 306 hộ, Mộ Đức 104 hộ và thị xã Đức Phổ 341 hộ.